Ta ngày đi học đầu tiên không? Kindergarten không? Dạ không. Phải rồi. 15 tháng 8 năm 2023. Này Mộng Anh. Mộng Anh. Lớp 3. Học giỏi nha con. Quốc Đại. Quốc Đại lớp 5. Học giỏi nha Quốc Đại. Dạ. Chị Mông Anh bữa nay ngày 15 này, chị Mông Anh là chị Mông Anh 8 tuổi rưỡi đó chị Mông Anh. Dạ. Chúc tụi con có một năm học thật là tuyệt vời nha Mông Anh, Quốc Đại, Mông Cá. Vui mà học giỏi mà. Giờ dòm lớp rồi con. Nhìn cái tên trong cái bảng đó, tên của cô. Lớp con phía sau kìa. Lớp Mông Anh đó đâu Quốc Đại? Đi tới lớp Mông Cát ba. Úc mít ra đó Úc. Cái bảng bên phải Úc. Cô có Úc ra kìa. Mít ra kìa Úc. Trời. Xin thì phải nói cho người ta chuẩn bị chứ. Thank you. Hey baby, it's okay. Lên xe ha. Okay. Ôi, em rất đại. Đây là học vui không? Con la thì lại chị chết. Thế em mong anh không bất đại. Chị mong anh. Nắng quá. Chị mong anh nắng quá hả? Chị mong anh nhớ rồi. Chỉ còn ăn hết đồ ăn rồi. Cho mình lên xe. Ba anh em ôm nhau miếng cây. Ba anh em ôm nhau miếng cây. Giờ kiếm được chưa con? Chưa. Chưa kiếm nữa hả? Nè hả? Đây học vui không? Tuyệt vời. Con bị sao? Cái chai. Sao? Cái cửa đóng. Rồi có sao không? Một đen ở đây nè. Rồi bị bầm luôn hả?
Dạ. Dạ, dạ. Mốt còn cẩn thận, đừng để như bạn như đau lắm nha. Nghe không? Dạ. Cứ mật ra gật. Nhớ bà mẹ không? Bà mẹ nhớ tụi con ghê á. Học vui không? Hồi lúc ra chơi mẹ ra phía sau mà không, mẹ không thấy tụi con. Đó là gì vậy? Trời làm gì? Ăn hủ chiếu. Hủ chiếu. Cái mặt này kìa. Ở nhà ba mẹ tụi con nhớ. Ba mẹ nhớ tụi con ghê á. Dạ. Mẹ giúp cho con cái thịt này con. Dạ, đây mẹ cắt ra cho con. Út khoan gì không? Hủ tiếu. Thịt sườn á, đâu có cá đâu con. Nãy con nói gì? Ở trường ra ngoài chơi 4 lần. Lớp 5 con hả? Chứ mấy lớp khác là đâu được phải không? Có. Mấy lớp khác được 4 lần ra ngoài chơi luôn hả? Mỗi cái là 15 phút. Mỗi lần 15 phút. Mẹ. 4 lần là 60 phút. Mẹ. Dạ. Con nói con nghe mấy lần? 5 lần hả? Nhiều dạ. Vậy không? Con nhớ. Con không nhớ hả? Con không có điếm. Không có điếm hả? À. Mẹ thấy lúc chiều con ra nắng quá, 21 qua sáng con đem cái nón theo ha. Cái sáng con đổi chút cái vô con cắt vô cặp ha. Cái chiều chừng nào tan học cái con lấy con đội nha. Không được. Mẹ thấy ra đó đứng nắng quá. Không ha. Được. Dạ, nhưng mà thấy mấy em nắng tội nghiệp mấy em quá. Chắc cô cho đội chứ. Mẹ thấy cũng có bạn đội mà. Con sợ cô không cho hả? Mẹ nghĩ cô cho. Hồi kiếm mua chú cái bình nước nha. Cái bình nước mà giữ hơi lạnh đó ha con ha. Dạ. Có hơi đó mà. Mà con lớn, con muốn đổi có quay không? Muốn đổi hả? Muốn đổi thì hồi mày kiếm mày mua cho. Hai đứa con rồi lên. Dạ. Mày chút đi ạ. Đi vô mò. Tại mẹ cái đó tặng cho mẹ bữa nay ngày cuối cùng nè. Tặng gì? Tao phi cho mẹ đó. Phi cho mẹ gì vậy? Chỗ bán đồ của nữ á. Tôi là siết rẻ á. Tao tặng hôm nay ngày cuối cùng. Chị em cho gân kìa chị. Mẹ muốn gân à? Cảm ơn em đi con. Út giỏi quá. Nãy ba với mẹ đi chợ xem á, mua cua đồ đó. Với mẹ thấy người ta cho ăn thử kiwi màu vàng á, với màu xanh. Màu vàng ngọt hơn màu xanh, mẹ mua hộp màu vàng kìa. Rồi với mẹ thấy người ta giới thiệu bánh gì? Rosson hay gì đó. Rosson. Rosson.
bánh đó đó đại. Cái người ta cặp với dâu tây á ăn ngon quá trời luôn, mẹ cũng mua một hộp dâu tây với một hộp bánh luôn. Dạ để mà lấy cho. Nói sao con mới nói gì? Mỗi con có một kiếm nha, con nhai xương thôi. Nè nói cái này nè, cặp với dâu tây ăn ngon lắm, còn cái này kiwi vàng ăn cũng ngọt lắm. Mày thử thấy ngon mày mới mua. Đẹp ghê không? Đúng. Mình hết whipping cream rồi. Dạ. Ngọt quá trời ngọt luôn á. Hát con ha. Kiwi vàng á. Miệng mặt con nè. Mặt con là kiwi. Cái miệng con là kiwi. Ngọt. Ngọt ha. Chua chua ngọt. Xíu. Nhưng mà nó ngọt hơn cái trái màu xanh á. Nhưng mà cái da nó quá chua luôn. Vậy thì gọt bỏ cái vỏ. Đây mày gọt cho. Nhét ngầm nhét bự thì con cắn. Hết dạ. Được nè mày coi nè. Nhét nè. Ngon quá. Quá bự nó gớt á. Mẹ mày gọt giùm con nha. Dạ. Mẹ ăn không? Ngon quá, cảm ơn con. Dạ. Người ta bỏ quá nhiều cà phê. Không. Nhiều cà phê thì thơm ngon hết con. Bánh lăng. Bánh lăng. Bánh vàng. À ha, mẹ mua bình cho hai chị em mình nè nha. Bình của con đâu? Đây nè. Có bình đẹp rồi, gái học giỏi, gái uống nước chiều con ngoan nha. Con nó xịt chết kìa. Lấy đẹp á mẹ. Gắn lấy đi, mỗi tờ là 100 đồng. Thôi bây giờ lên giá, một tờ 200 đồng. Cái này. Đấy có hí nhân. Dạ. Hí nhân. Dạ. Mẹ con bỏ cái mẹ có nè, con lấy này ra nè. Gắn vô đi con. Nè, gắn vô. Giữ lạnh hết á, giữ lạnh giữ ấm luôn á. Đầu tiên anh mới làm vậy.